Xin chào các em đến với series chuỗi bài giảng ôn tập học kỳ 1 của anh Sơn Hokage của làng luyện thi Konoha. Đây là một trong những cái chuyên đề quan trọng, rất là dễ kiếm điểm mà cũng rất là dễ mất điểm. Nên các bạn phải hết sức lưu ý để chúng ta có thể không bỏ sót cái phần này trong cái bài thi học kỳ sắp tới các bạn nhé. Nào, chúng ta cùng nhanh chóng đi vào cái phần đầu tiên. Thì ở phần đầu tiên này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái khái niệm về hình đa diện. Thì các bạn ở đây, các bạn nhớ cho anh những cái từ gọi là từ chìa khóa để chúng ta nắm được. Hình đa diện là hình được các bạn hình dung cái chữ đa ở đây. Đa ở đây là nhiều, đa ở đây là nhiều. Diện ở đây là gì? Là mặt. Hình đa diện là hình nhiều mặt, đúng không? Nhiều mặt nhưng mà cái số mặt nó cũng hữu hạn. Đấy. Các mặt ở đây là các cái đa giác các bạn nhé. Đấy. Thì ở đây người ta định nghĩa là đây là một hình được cấu tạo bởi số hữu hạn các đa giác. Đấy. Tức là hình có nhiều mặt, đúng chưa? Đấy. Và nó phải thỏa mãn hai tính chất sau. Đấy. Nhớ hai tính chất sau. Tính chất thứ nhất là hai đa giác phân biệt chỉ có thể đấy, hoặc không có điểm chung, hoặc không có điểm chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung, đấy, hoặc chỉ có một cạnh chung. Đấy. Tức là sao? Nó sẽ có một trong ba cái chung này. Một là không có chung nào, không có điểm chung nào cả. Hai là có một đỉnh chung, đấy, chung một đỉnh. Hoặc ba là một cạnh chung. Đấy. Và cái tính chất thứ hai chúng ta phải nhớ đó là gì? Mỗi cạnh của đa giác đấy, cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác. Cái chỗ này nhá, là cạnh chung, chúng ta gạch chân chữ cạnh chung này. Đấy, mỗi cạnh sẽ là cạnh chung của đúng hai đa giác. Đấy, thì cái hình mà đảm bảo như thế gọi là hình đa diện, tức là hình nhiều mặt. Đúng không? Đấy, mỗi đa giác như trên đấy, gọi là một mặt. Đấy, các bạn khoanh, các bạn thấy anh sẽ highlight cái các cái khái niệm về mặt này, đúng không? Các đỉnh này, các cạnh này, nhớ nhá, chúng ta đi tìm các cái tính chất, chúng ta sẽ xoáy sâu và tập trung vào chữ mặt, chữ đỉnh, chữ cạnh. Thế thì còn khối đa diện thì là cái gì? Khối đa diện thì chính là một phần không gian được giới hạn trong hình đa diện, được chưa? Nó là phần ở bên trong được giới hạn bởi hình đa diện, có vậy thôi. Nhớ, kể cả cái hình đa diện đấy, cái phần viền bên ngoài cũng tính. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ sang để ý tiếp theo nhé. Ý tiếp theo đó là chúng ta sẽ lấy một số ví dụ về những cái khối đa diện. Đấy. Đây ở dưới đây chúng ta là những cái hình này, ở trên là hình là khối đa diện này. Trên là khối đa diện. Đấy. Còn ở dưới là không phải khối đa diện. Thế chúng ta nhìn cái hình đa diện này chúng ta thấy không? Nhiều mặt đúng không? Đặc điểm là nhiều mặt này. Nhiều mặt này. Đấy, và đặc điểm là mỗi cạnh là cạnh chung của đúng hai mặt thôi. Mỗi cạnh em thấy không? Cạnh chung của đúng hai mặt. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ cùng thấy xem những cái câu B này nó có mắc phải những cái lỗi gì mà nó lại không có phải là hình đa diện nhá. Nào, câu hình đầu tiên, hình 1. Hình 1 thì chúng ta sẽ thấy ở đây này. Đó là chúng ta có cái cạnh này này, các bạn thấy không? Cạnh này này. Nó là chung của một mặt này, hai mặt và cả mặt đằng sau này nữa này, mặt đằng sau, mặt số 3 và mặt số 4 ở đằng sau này. Đấy, vậy một cạnh này là cạnh chung của tận bốn mặt. Đúng không? Chung của bốn mặt, vậy thì cái đấy nó sẽ không được coi là khối đa diện. Đấy, nó vi phạm một trong những hai cái tính chất vừa nãy thì nó sẽ không được coi là khối đa diện nữa. Rồi, đến cái phần hình thứ hai thì chúng ta thấy ở đây này, cái cạnh này của chúng ta này đấy, nó chỉ là cạnh của cái mặt này thôi, mặt một này thôi, nó không có chung của cái nào cả. Vậy vi phạm nguyên tắc số 2 là một cạnh, mỗi cạnh đúng không, là cạnh chung của đúng hai mặt, vi phạm. Vậy câu này nó cũng sẽ là không phải là hình đa diện đấy. Còn những cạnh này cũng thế này, nó cũng có ghép với cái mặt nào đâu, cạnh bên này cũng thế này. Đây là những cạnh vi phạm này, rất nhiều cạnh vi phạm nhá. Cái cạnh này cũng vi phạm, cạnh này cũng vi phạm, vì nó không phải là cạnh chung của đúng hai mặt. Đấy. Rồi sang đến cái hình số 3 thì sao? Sang đến hình số 3 thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta tách riêng hai cái hình này ra,
thì chúng ta sẽ thấy là nó là hai đa diện đấy. Nhưng mà khi chọc cái này vào đây thì em thấy ở đây là cái đỉnh, đỉnh này là đỉnh chung của gì, đúng à, của các cái mặt này, chung đỉnh này đấy. Thì đỉnh này của chúng ta sẽ nó sẽ nằm trên cái mặt này, thì rõ ràng là chúng ta vừa lại có khái niệm là một là không chung cái gì cả, không chung điểm nào cả, không chung điểm nào cả đấy, các cái mặt không chung điểm nào cả. Hai là cạnh chung, ba là đỉnh chung đấy. Còn ở chỗ này nó không định nghĩa, đây cái mặt này chống ở đây nó không phải, không được định nghĩa trong ba cái này đấy. Vậy nó vi phạm cái này thì nó cũng loại các bạn nhá, đấy không rơi vào một trong ba trường hợp này. Cái thằng này là đỉnh, thằng này góp đỉnh, thằng này góp mặt đấy, vậy thì nó không, được chưa, không phải ba, một trong ba tính chất. Rồi tiếp theo là khối đa diện lồi. À, ở đây chúng ta xuất hiện thêm một cái chữ lồi đấy, ở chữ lồi. Thế thì cái dấu hiệu của khối đa diện lồi nó rất là dễ các bạn nhé. Khối đa diện lồi được gọi là nếu đoạn thẳng nhé, gạch chân này, nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ của cái khối đa diện H này mà luôn thuộc H đấy. Đấy, tức là các bạn chấm hai điểm bất kỳ nối vào với nhau và cái đường đấy nó vẫn hoàn toàn nằm trong cái khối H đấy, cái khối đa diện đấy, thì nó gọi là đa diện lồi. Đấy, các bạn chấm điểm nào cũng được, chấm điểm nào cũng được đấy, nửa chừng ở trong ở ngoài, các bạn thấy là các cái đường đấy xong thì nó vẫn nằm ở trong thôi, chứ nó không đi đâu cả, đúng không, nó không đi đâu cả đấy, nó vẫn nằm ở trong cái hình thôi, nó không nằm ngoài hình, thì khi đó gọi là đa diện lồi. Đấy chưa đấy. Cái phần lý thuyết của các bạn anh cũng chỉ gọi là cô đọng lại qua mấy cái slide vậy thôi, nên các bạn cố gắng học. Bây giờ chúng ta sẽ đến một vài cái ví dụ nhé. Đấy, sau ví dụ thì ở dưới cái phần video của anh sẽ có cái bài tập để các bạn làm ra điểm luôn, được chưa? Đấy. Rồi, bây giờ câu 1 này nó bảo là hình dạng 1 trước, anh nói trên dạng 1 nhá. Dạng 1 thì đây là dạng nhận dạng khối đa diện. Nhận dạng khối đa diện tức là chúng ta nhìn dựa trên hình vẽ trực quan chúng ta sẽ thấy đâu là hình đa diện. Đấy, dựa trên những cái tính chất nào. À, ok. Câu 1 là hình nào là hình đa diện? Đấy. Thì chúng ta rất là dễ dàng nhận xét được hình đa diện sẽ là hình A, đúng không, vì nó thỏa mãn tất cả cái chính chất. Chúng ta cùng bắt lỗi các hình BCD nhé. Hình BCD cạnh này này là cạnh chung của đúng một mặt đấy, chung của một mặt thôi đấy, một lỗi là không được rồi, loại luôn, không mất thời gian nữa nhé. Câu này các bạn thấy cái đường ngoài rìa rìa này sao, nó cũng chỉ là chung của một mặt, vậy cạnh này vi phạm, loại luôn đấy. Thế còn cái này thì sao, cái này các bạn thấy nó lại rơi vào cái trường hợp mà cái này là góp một một cạnh, cái này góp một cạnh, cái này thì cái mặt này thì nó góp cả mặt, thì nó không gọi là cạnh chung, cũng không gọi là mặt chung, cũng không rơi vào cái điểm là không có điểm chung nào cả, không có đỉnh chung, thế thì nó không phải là cái tính chất ba chung nhé, các bạn nhớ là ba chung đấy, ba chung không phải tính chất ba chung, vậy nó cũng loại luôn đấy. Tiếp theo sang ví dụ số 2. Nó bảo là mỗi hình trên đấy đều là các cái hình được giới hạn với cái đa giác phẳng, đúng không, kể cả điểm ở trong thì hình nào không phải đa diện. Ok, hình không phải đa diện đấy, dễ rồi, hình không phải đa diện sẽ là hình hình D nhá. Đấy, chúng ta nhớ này. Ví dụ chúng ta thấy cái mặt này đây đấy, chúng ta thấy không, cả cái này cũng thế, rất nhiều cái vi phạm đúng không, vì nó chung của có một, chung của mỗi một mặt. Thực ra nó không, nó của mỗi một mặt thôi, nó không chung với thằng nào cả, nguyên tắc là phải chung của gì, chung của đúng hai mặt, đúng không, chung của đúng hai mặt đấy. Anh có thể quay lại đây cái hình này nói kỹ một chút, chúng ta cái slide nó không thể quay về được, anh xem nào, xem nó có thể à, cái này chỉ quay được tiến được thôi, không quay lùi được đấy, anh lưu ý nhé. Rồi tiếp tục này, vật thể nào sau đây không phải là khối đa diện? Ok, không phải khối đa diện. Rồi chúng ta cùng quan sát. À, dễ thấy đó, mà nó là C vì cái cạnh này này nó là chung của tận mấy mặt, chung của bốn mặt nhá. Bạn nhớ nhá, nó chỉ được chung của đúng hai mặt, nhớ nhá, đúng hai mặt thì nó mới ok, được chưa. Câu này C này. Tiếp, hình dao ngón tay không phải hình đa diện. À, rất là dễ có thể phát hiện đây là hình 3. Hình 3 thì các bạn chú ý hình 3 thì phải khoanh đáp án D nhá. Rất nhiều các bạn làm nhanh là hình 3 khoanh có C đấy. Hình 3 thì phải đáp án D. Vậy các bạn thấy cái cạnh này vi phạm không? Cạnh này nằm ngoài, vi phạm. Rồi.
Ok, đấy là cái năm cái ví dụ ngắn gọn giúp các bạn ôn lại cái phần này, phần phần gọi là nhận dạng hình, được chưa? Sau đây thì mình sẽ, ở đây vẫn còn một ví dụ nữa này, hình đa diện không có tâm đối xứng. Ok, tâm đối xứng, tâm đối xứng thì các bạn tưởng tượng là ví dụ cái hình H này, chữ H này, tâm đối xứng ở đây tức là ta nối điểm này qua cái tâm này, chúng ta sẽ được một điểm khác, tức là điểm A và điểm A phẩy. Đấy, tâm này là tâm Y, thì A với A phẩy, A thuộc H thì A phẩy cũng thuộc H. Đấy, đấy, mở ngoặc thì với mọi y nhá, với mọi y thì cái y đấy nó gọi là tâm. Thế bạn cũng dễ dàng nhận xét được là ví dụ cái hình như này, đây là bát diện đều, là hình cái tâm ở đây nối sang, đúng không? Nó sẽ có vậy câu này. Hình lập phương thì tính chất của nó còn đặc trưng hơn, đúng không? Nó sẽ có cái tâm ở đây. Đấy, nối ra kiểu gì nó cũng được cái mặt kia. Đấy, vẫn là hình vẫn nằm ở trong. Và tất nhiên lục giác đều cũng có đầy đủ cái tính chất như thế các bạn ạ. Cũng đầy đủ luôn. Nếu mà nối ra thì nó sẽ ra được cả cái thứ đều đấy. Đấy, tất cả nó sẽ vẫn nằm ở trong. Và duy nhất cái hình mà cảm thấy là chúng ta không thể bổ nó để làm hai phần đối xứng với nhau được. Đấy, đối xứng tâm được, đúng không? Nó chỉ có mặt đối xứng thôi, chứ còn tâm đối xứng thì không có nhá. Tâm đối xứng, vậy câu này đáp án A, chưa nào? Tiếp đến chúng ta sang dạng thứ hai là dạng về tính chất của khối đa diện. Đấy là những cái mà dạng mà anh thấy là các bạn hay sai lắm. Các bạn hay kiểu không nắm chắc được cái phần này. Đấy, thì hôm nay chúng ta cùng luyện tập kỹ lại phần này nhé. Nào, chúng ta sang câu đầu tiên, nó bảo là phát biểu nào sau đây là đúng về cái khối đa diện FA1 A2 chấm 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 AN. Vậy thì nó có N cộng 1 mặt, N đỉnh, N cộng 1 cạnh hay là N cạnh đây? Vậy thì em hình dung là một cái hình mà nó gồm có một đáy, là một, đây là một đáy, là một đa giác n cạnh. Đấy, đa giác n cạnh, nhớ chưa? Đa giác n cạnh và thêm một đỉnh s, đúng không? Một đỉnh s. Đấy, thế thì để cho dễ dàng hiểu được bản chất của nó thì anh sẽ vẽ một cái hình tứ diện ra. Đấy, để anh minh họa cho các bạn dễ hiểu hơn nhá. Thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây này. Đấy, chúng ta nhớ là đa giác có n đỉnh, n cạnh thì nó sẽ có n đỉnh. Vậy chúng ta cùng nhìn lên này, cứ mỗi một đỉnh ở đáy, đây một đỉnh ở đáy, đấy, đỉnh ở đáy thì nó sẽ nối với cái đỉnh S này tạo thành một cạnh. Vậy nhớ là n đỉnh thì sẽ tạo thành n cạnh bên. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ ra được tính chất số 1, tính chất 1 đó là cái chóp của chúng ta ấy, chóp của chúng ta sẽ có hai n cạnh. Đấy, hai n cạnh gồm có n cạnh đáy và n cạnh bên, được chưa? N cạnh đáy, n đáy và n bên. Đấy, ghi như thế là các bạn hiểu. Cái thứ hai, tiếp tục đến cái mặt thì các bạn thấy là cứ mỗi một cạnh đáy chúng ta sẽ tạo được một mặt bên, cứ n cạnh đáy. Vậy chúng ta mũi tên suy ra đó là sẽ tạo ra được n mặt bên. Được chưa? N mặt bên. Thì với n mặt bên thì chúng ta sẽ suy ra là chúng ta sẽ có tất cả là cả hình chóp đấy, thì tính chất số 2, đúng không? Tính chất số 2. Chóp đấy có n cộng 1 mặt, được chưa? N cộng 1 mặt. Đấy, gồm có n mặt bên và một mặt đáy. Được chưa? N mặt bên và một mặt đáy. Thế thì ở đây chúng ta thấy ở đây là hai n cạnh khối đa diện có đúng n cộng 1 mặt. Đấy, n cộng 1 mặt. À đúng rồi, chóp có n cộng 1 mặt. Vậy câu này A đúng luôn này. Câu B sai ở đâu? N cộng 1 cạnh là sai, nó phải hai n cạnh. Câu này cũng thế, mà câu này n đỉnh là sai. Chúng ta ở dưới đáy chúng ta đã có n đỉnh rồi, nó phải là n cộng 1 đỉnh mới đúng, được chưa? N cộng 1 đỉnh. Đấy, bạn phải phát hiện ra được cái lỗi sai của nó nhá. Rồi, tiếp theo là một cái câu này, là một câu cũng khá là các bạn hay nhầm. Đấy, nó là câu về tính chất về cái hình các cái hình lăng trụ tứ giác đều này, lăng trụ tứ giác đều này, hình lập phương này. Rồi nói chung là cái sự trao đổi giữa hai thằng với nhau. Thế thì bây giờ anh sẽ định nghĩa cho các bạn thế nào là hình lăng trụ tứ giác đều nhá. Hình lăng trụ tứ giác đều. À, chúng ta cùng phân tích này. Hình lăng trụ tứ giác đều thì nó có tính chất như sau. Đầu tiên là nó phải là lăng trụ đứng. Đấy, đứng tức là cạnh bên vuông góc với đáy. Cái thứ hai của chúng ta quan tâm nữa, cái thứ hai của chúng ta quan tâm nữa đó là đấy, nó đáy của nó, đáy phải là hình vuông,
Đấy, thấy là hình vuông, hay là về sau mình mở rộng cái này ra, đấy là tứ giác đều thì là hình vuông, và tam giác đều, đúng không? Ngũ giác đều đều được. Đấy. Chỉ cần thỏa mãn được hai tính chất này, nó đã gọi là hình, nó đã gọi là hình gì rồi? Hình tứ giác đều rồi, nó trụ tứ giác đều rồi, được chưa? Nhưng hình lập phương thì sao? Hình lập phương thì tính chất của nó khắt nó vẫn là lăng trụ đứng, nó vẫn có đáy là hình vuông này, nhưng nó lại thêm một tính chất là cạnh bên, mặt bên cũng là hình vuông, mặt bên bằng với đáy là hình vuông, tức là tất cả các mặt của nó bằng nhau. Đấy. Thì anh viết như này thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn được. Đấy. Tức là cạnh bên của chúng ta sẽ bằng cạnh đáy đấy. Thế thì chúng ta viết như này thì chúng ta sẽ hiểu là hình lập phương sẽ có thể là chắc chắn là tứ giác đều, nhưng tứ giác đều thì chưa chắc. Đấy, các bạn nhớ nhá, chưa chắc là hình lập phương. Được chưa? Vậy bây giờ nó bảo chọn câu đúng thì chúng ta chọn câu đúng nào. Hình lăng trụ, nếu lăng trụ cái này là lăng trụ đều thì nó là hình lập phương. Vậy câu đầu tiên sai, đúng không? Câu C, nếu là hình lập phương thì là lăng trụ tứ giác đều. Hai câu này mang ý ngược nhau, đúng không? Nó là đối lập với nhau chứ không phải ngược nhau. Thì câu C sẽ là câu đáp án đúng nhá. Thì anh đã giải thích cho các bạn rồi, đúng không nào? Đấy. Rồi, tiếp tục câu số 3. Trong các mặt của khối đa diện, số cạnh thuộc cùng một mặt tối thiểu là, vậy chúng ta nhớ là một mặt phẳng thì được tạo ra bởi ít nhất là ba cạnh. Một mặt phẳng thì được tạo ra bởi ít nhất ba cạnh, nhiều hơn thì cũng được nhưng mà ít nhất phải là ba cạnh. Thì nó bảo là số cạnh tối thiểu thì đáp án sẽ là B 3 nhá. Đây một mặt này. Đấy, tối đa à, tối thiểu ba cạnh nhá. Rồi câu 4, một hình đa diện có các mặt là các tam giác, mặt tam giác tức là một mặt sẽ có ba cạnh, các bạn nhớ chưa? Thì số mặt là M và số cạnh là C sẽ thỏa mãn cái biểu thức nào sau đây? Các bạn nhớ này. Chúng ta gọi số mặt là M. Đúng không nào? Đấy, thì mỗi mặt có gì? Mỗi mặt có 3C, có ba cạnh đúng không? Mỗi mặt có ba cạnh, vậy ta lấy 3 nhân M sẽ là số cạnh đúng không? Nhưng nhớ này, lý thuyết này. Đó là mỗi cạnh lại là làm sao? Mỗi cạnh lại là cạnh chung đúng không? Của đúng hai mặt đúng không? Của đúng hai mặt. Vậy chúng ta phải lấy 3 nhân m chia cho 2 bởi vì đấy được dùng chung thì nó mới bằng c được. Vậy nhân chéo ra suy ra 3m sẽ bằng 2c. Đấy, 3m sẽ bằng 2c. Đáp án D các bạn nhá. Đấy. Rồi. Đến ví dụ cuối cùng để anh kết thúc video cho nó đủ cái thời lượng để chúng ta xem, mỗi lần xem để chúng ta có thể tích hợp nó một cách hợp lý hơn trong quá trình ôn thi cấp tốc giai đoạn tới, đúng không? Biết rằng khối đa diện của mỗi mặt đều là hình tam giác, đúng không? Mỗi mặt đều là hình tam giác luôn, vậy thì mỗi mặt sẽ có ba cạnh, gọi n là số mặt, như vậy n là số mặt, vậy thì nhân với 3 ra số cạnh xong lại chia cho 2 thì nó sẽ bằng được chính thức là số cạnh, nhớ chưa? Bằng số cạnh. Thế thì ta sẽ bằng số cạnh này, vậy suy ra 3n sẽ bằng 2c giống như vừa nãy, đúng không các bạn? Và ta thấy ở đây này, 2c là một số chẵn, tức là cái này chia cho 2 đấy, là số chẵn. Thế thì suy ra 3n cũng sẽ phải chia cho 2 đúng không? Vì 3n bằng 2c mà. Nhưng 3 lại không thể chia cho 2 được, vậy n chắc chắn là một số chẵn, là một số chẵn thì mới chia hết được cho 2. Đấy, vậy câu này lòng vòng một lúc đáp án sẽ là B. Ok. Thì thời lượng của video này chỉ đến vậy thôi. Anh sẽ tiếp tục làm những cái video ngắn để ôn luyện cho các bạn những cái phần tiếp theo. Hy vọng các bạn đón xem và ủng hộ video cho anh nhé.